Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, miền Bắc bắt đầu ngày mới với thời tiết nắng giáo từ sớm, nhưng không khí thì vẫn khá là mát mẻ, dễ chịu, khi nhiệt độ ngoài trời trên toàn miền Bắc vẫn chưa nơi nào vượt quá ngưỡng 28 độ. Riêng khu vực vùng núi phía Bắc, dọc từ Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu hay Điện Biên còn có thêm hiện tượng sương mù nhẹ đang che phủ. Tuy nhiên, nắng sẽ xuất hiện nhanh và nhiệt độ của toàn Bắc Bộ sẽ tăng lại với biên độ khoảng 1 độ mỗi giờ. Đến khoảng 13 15 giờ chiều hôm nay sẽ là lúc nền nhiệt miền Bắc đạt ngưỡng cao nhất ngày. Trong đó tại khu vực các tỉnh thành như Thái Nguyên, thủ đô Hà Nội, Hòa Bình, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai hay Sơn La nhiệt độ sẽ từ 34 đến 35 độ. Vùng ven biển như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định hay khu vực Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên nhiệt độ từ 31 đến 33 độ. Còn về chiều và tối nay, ở vùng đồng bằng ven biển và khu vực Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa rào và rông dạng nhiệt. Mát mẻ dễ chịu cũng là trạng thái thời tiết ở hầu khắp các tỉnh thành phố miền Trung vào lúc này. Dọc từ Thanh Hóa trở vào cho đến Bình Thuận, nhiệt độ cũng chỉ trong khoảng từ 25 đến 27 độ. Trong ngày hôm nay, thời tiết miền Trung cũng có nắng sớm nhưng cường độ nắng không gắt. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở tất cả 14 tỉnh thành phố miền Trung trong khoảng cao từ 34 đến 35 độ. Thời gian nhiệt độ cao 34 đến 35 độ cũng chỉ duy trì trong khoảng từ 12 đến 15 giờ chiều. Các tỉnh miền Nam cũng đón ngày mới với thời tiết tạnh giáo. Hiện tại, nhiệt độ tại Tây Nguyên đang khá thấp, chỉ trong khoảng từ 20 đến 22 độ. Còn tại miền Nam, nhiệt độ đang từ 25 đến 26 độ. Trong ngày hôm nay, gió mùa Tây Nam có cường độ ở mức trung bình. Vì thế, chiều và tối nay, mưa rông vẫn xuất hiện nhiều nơi, nhưng ít điểm mưa vừa mưa to. Lượng mưa phổ biến của cả Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ trong khoảng từ 5 đến 15 mm. Nhiệt độ ngày ở Tây Nguyên sẽ duy trì trong khoảng từ 29 đến 31 độ. Tại Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 33 đến 34 độ. Trên biển, rãnh áp thấp và vùng xoáy thấp vẫn tồn tại, vì thế mưa rông vẫn xuất hiện trên hầu khắp các khu vực của biển Đông, trong đó có huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa. Khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, đêm nay còn có gió Tây Nam mạnh ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.